Trời ơi, tao nói cái Facebook của tôi nó muốn nổ tung luôn vậy. Mấy bà bạn tôi á cứ hỏi tới tấp luôn, nhắn tin hỏi là cách làm đẹp á, tới Mega Gang Nam á, làm đẹp á mình có cần đem gì theo không? Tôi đã nói mấy bà rồi là mình chỉ cần men mình thông tới thôi, mình không cần đem gì đâu. Mấy bà không tin á, đi theo tôi nha, đến kiểm chứng coi tôi nói đúng hay sai nè. Mình á đi đến đây á, xe đưa đón tận nhà luôn, rất là tận tâm. Chào em. Chào mừng chị đến với phòng khám quốc tế Mega Gang Nam. Trời ơi, tới nơi á là có mấy em tư vấn viên đứng đón sẵn luôn nè, đón ngay từ ngoài xe luôn. Thậm chí á, đâu có cần cầm điện thoại mà gọi cho mấy em đâu. Điện thoại này đem theo á, là chỉ để chụp hình cho em thôi đó mọi người. Trong này đẹp tha hồ mà chụp hình luôn nè. Em mời chị vô. Chị cảm ơn em nha. Vậy bây giờ em mời chị cùng vô với em phòng khám công nghệ cao để cho bác sĩ thăm khám, đo chỉ số da của chị và lên phác đồ cá nhân hóa cho da chị ha. Ok em, nhưng mà vẫn phải là bác sĩ hôm bữa làm metalist cho chị phải không? Dạ đúng rồi chị, trong quá trình thăm khám và điều trị tại đây thì chỉ có một bác sĩ để theo dõi và thống nhất lại cái quá trình điều trị của chị thôi ạ. Dạ, vậy bây giờ em mời chị cùng theo em nha. Ok em. 네, 안녕하세요. 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 아, dạ. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy chị đang có các vùng lõm hấp ở trán, dạ, thái dương và gò má. Bây giờ bác sĩ cần phải thực hiện đo đạt mức độ lão hóa da của chị bằng công nghệ hiện đại. Đây, các chỉ số da của chị được máy đo đạt ra. Có thể thấy mức độ lão hóa còn nghiêm trọng hơn mắt thường có thể nhìn thấy, như độ đứt gãy sợi dưới da cao, thiếu mô mỡ, kết cấu da lỏng lẻo. Dạ, vậy bác sĩ ơi, em có cách nào cải thiện làn da của em lại không bác? Bác sĩ đề nghị chị sử dụng liệu trình trẻ hóa 6 trong 1. Đây là công nghệ trẻ hóa toàn diện nhất của Mega Gang Nam, gương mặt chị thêm thanh tú, thon gọn, lấp đầy đến 90% vùng lõm hấp, có thể cải thiện tức thì chất lượng da của khách hàng. Chị Thanh ơi, em nghĩ là chị nên làm cái liệu trình này ngay hôm nay, tại vì bác sĩ Hàn của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện cho chị. Và thứ hai, bên em đang có chương trình khuyến mại rất là đặc biệt nhân dịp 8 tháng 3 dành tặng cho chị. Em sẽ tặng cho chị 83 triệu để chị sử dụng tất cả các dịch vụ tại Mega Gang Nam. Wow, 83 triệu lần hả em? Nhưng mà chị làm dịch vụ nào cũng được hả em? Dạ vâng, tất cả các dịch vụ tại Mega Gang Nam chị đều sử dụng được. Hoặc chị có thể suy nghĩ về liệu trình kiến tạo đường nét săn chắc do bác sĩ Việt thực hiện có giá trị 109 triệu đồng. Rồi, này được nè em, chị nghe hấp dẫn quá. Tại em biết sao, ăn Tết giờ nó lên 4-5 kg. Rồi ôi, nên là chị muốn là làm liệu trình này, không mấy em tư vấn cho chị chút chị làm luôn nha em. Dạ vâng, vậy em sẽ đặt phòng cho chị luôn nha. Ok em. Dạ. Sĩ Hàn và Meta Elite chưa bao giờ làm chị thất vọng. Đó mấy bà thấy chưa? Là mấy bà cứ làm đẹp á, đi đến đây không cần đem theo gì á, mà bên Mega Gang Nam rất là tận tình chu đáo luôn. Nhiều khi mình chưa có nói gì á là đã lo cho mình tận tâm luôn á. Chỉ cần mình đến với người không á là có bác sĩ Hàn lo cho mình lột xác luôn nè mấy bà. Nhưng mà mình còn phải đem theo một thứ đó chị. Ủa gì vậy em? Bay túi ba gang mang theo mà đừng, tại vì bên Mega Gang Nam chúng mình cực kỳ ưu đãi bạn. Các chị em phụ nữ muốn
ta trong dịp 18 tháng 3 nhận ngay 83 triệu khi chị sử dụng một liệu trình Meta Elite bên em. Hoặc là chị có thể suy nghĩ về một liệu trình kiến tạo đường nét săn chắc do bác sĩ Việt thực hiện trị giá 109 triệu đó chị. Và các chị em muốn đẹp như chị Thanh đây thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ tới em Tài để được tư vấn nhé. Mùng 8 tháng 3, trẻ đẹp kiêu sa, ưu đãi bao la, đón nàng làm đẹp. Đến Mega Gangnam làm đẹp tháng 3 để sở hữu da trẻ mịn màng, mặt đẹp quý phái và một thẻ quà tặng 83 triệu. Gọi ngay hotline 093 227 8888 để được tư vấn